What's up YouTube, lại là Thịnh đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài Vina House bằng một cái bộ sample pack. Mình nghĩ đây là một cái bộ sample pack của điện thoại luôn rồi. Hầu như đa số mình thấy là ai làm Vina House thì cũng tìm đến cái bộ này hết. Đó là cái bộ VEDM3 ha. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bước ngay vào việc làm Vina House với cái bộ sample này nha. Let's go. Rồi, đầu tiên mình kiếm cái gì mình coi, mình bỏ vô để cho nó lấy cảm hứng cái coi. Yo. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một cái plugin ha, đây là mình cũng là một cái bộ của, hình như đây cũng là của cái Vision, cái hãng đó luôn nè, phải không ta? Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái tông cho nó ha. Đây là cái tông đi thăng hả? Mà khoan, mình ở đây mình nghĩ sẽ làm một cái rebase nó trước đi. Rebase thì trong cái vital này mình có một số cái rebase nó miễn phí cũng khá là hay nè. Rồi lấy cái này luôn. Ok, bây giờ thì cho nó một cái gọi là FX Tonal Rise nữa ha. Thì cái tông của mình... Ok, lấy cái này luôn, cái này nghe hay nè. Ok, cắt ở đây và cắt ở đây. Sau đó thì mình sẽ thay đổi cái key của nó ha. Ở đây là F, vì thế là mình sẽ đưa về D thăng E, D thăng. Đủ kêu vào check lại ha, để phòng cái trường hợp cấp điện má ơi. Ok, một cái... mình cho một cái down lifter ở đầu đi ha. Một cái impact mình sẽ đặt vào đây. Rồi bỏ vào đây, mình đảo nó lại. Rồi sau đó thì sẽ có một cái phần mở đầu như thế này. Hay một cái long view này chứ hả? Grass mình thấy không có hay cho lắm ha, mình sẽ đổi vào một cái khác đi. Mình sẽ lấy cái từ A này đi, rồi mình double lên, kéo cái này xuống đây. Đây này. Ok, mình sẽ cho đây một cái reverb thiệt là bự ha. Rồi sau đó thì mình sẽ pause and play nó. Rồi những ok. Vậy thì chúng ta sẽ có được một cái chữ có reverb như thế này. Bây giờ mình sẽ bấm reverse lại. Rồi kéo cái này vào đây. Đó. Ok rồi đó. Đây, ok. Cái bass thì mình sẽ chuyển qua đây đi. Punch kick, sẽ tìm một cái kích giống như cái tông của bài ha. Rồi mình sẽ lấy cái kích này đi. Thường nếu mà các bạn không lấy cái tông của cái kích tông của bài á, thì các bạn hãy lấy cái bậc 5 của cái tông ha. Ví dụ như bậc 5 của cái tông D thăng á. Đây thăng thứ đó là la thăng ha. Thì đây mình để la. Đầu tiên là mình sẽ đẩy nó về C. Tiếp theo thì mình sẽ tìm cho nó một cái xì nè ha. Clap đi chứ hả? Snare này nó hơi chì ha. Ok, mình sẽ gom hai cái track. này lại thành một cái class bus ha. Đó, đây thì mình sẽ cho một cái plugin này đi, Spectrum nè. Đây là một cái saturation miễn phí cũng rất là hay ha. Mình sẽ cho nó một xíu tab cho nó nghe nó sáng cái tiếng clap lên. Phần base thì mình nghĩ là cơ bản nó sẽ như thế này trước đã ha. Ok, mình sẽ cho nó một cái Avenger khác ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm nó một cái lead. Thì bài này mình nghĩ là chủ đạo sẽ là cái phần lead melody ha. Ở đây mình có một cái tiếng flag có sẵn đây nè. Tiếng này thì trong cái video trước mình đã sử dụng rồi ha. Dầu sẽ mix lại cái dòng này xíu, cho nó một cái plugin này. Plugin này cũng khá là hay ha, Matrix Switch Reverb. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái vocal chain để mình bỏ vào ha. 1, 2, 3, 3. Let's get together, bring it down. I got the feeling. Back. 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 The beat goes shake, shake, shake. Back. Ok, copy cái này qua đây và rồi bây giờ mình sẽ làm một cái sync ở đầu bài ha. Tạm thời thì mình sẽ không có xài cái sync này nữa. Ok, đơn giản các bạn. Tên 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 hey tên 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 tên. Rồi qua cái drop 2 thì mình nghĩ là mình sẽ nâng cái octave của cái này lên ha. Thì nghe nó sẽ nghe kiểu như nó tưng tưng hơn xíu. Mình có thể đặt một cái này vào đầu bài như thế này ha. Rồi ở cái đoạn giữa này thì mình sẽ cho nó một cái short filter ha, để nó kiểu như nó bật chớn cho mình vào một cái nửa cái phần drop tiếp theo. collab này thì tới đây thôi. Rồi cắt hết luôn. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái impact ngay đây ha, để nó out bài. Ok, trong cái phần vocal chop thì mình sẽ cho nó một cái filter như thế này nữa ha. Ở đây thì mình sẽ làm như thế này đây. Filter. Ở đây thì mình sẽ đảo xuống như thế này ha. Đảo rất là nhanh. Y. Hơi nhiều. Ở đây thì volume mình sẽ cắt cái đoạn này bỏ, để nó không có bị reverb ha, cái đoạn này luôn. Rồi trong cái đoạn dừng của cái này thì mình nghĩ là mình sẽ cho nó một cái effect gì đó. Rồi ở cái đoạn trap 1 thì mình sẽ tắt cái này đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một cái phần trap mà mình vừa làm bằng cái bộ sample pack của VEDM3 ha. Và chúng ta lên đường. Và đó là tất cả những gì có trong cái video ngày hôm nay. Và đừng quên là nhấn like và nhấn subscribe nếu như bạn thích cái video này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video lần sau. Mình là Thịnh, thank you and take care.